Ở đây có cái hang động nhá. Bây giờ mình sẽ ở khu vực này. Khu vực này là một hòn đảo thuộc xa đất liền nha anh em nha. Cái hang nó như này này. Ui, ở dưới này có cái hố mà. Ui, chỗ này đá bằng rất là đẹp luôn. Ui, ở dưới này có một cái hốc này. Cái củ gì đây? Cái lá này mình cũng không biết nó là lá gì nhá. Anh em biết cái này là cái gì comment giúp mình nhá. Đây này. Như nhân sâm chưa? Như nhân sâm nhỉ anh em nhỉ. Rồi cứ để đây đã. Ở trên này mình phát hiện thấy cái quả gì đấy. Ồ. Không biết cái cây này là cây gì nhỉ? Đây này anh em này. Có biết chim mổ nhá. Ồ, quả này của không biết là ăn được không ấy nhỉ? Đây này anh em này. Không biết có ăn được không nhưng mà mình không dám mạo hiểm đâu. Đây này anh em này. Không biết cái quả này quả gì. Anh em trên kênh biết cái quả này quả gì nhá thì comment giúp mình với, liệu có ăn được hay không. Cây này thì chắc chắn là mình sẽ làm bẫy, làm cái bẫy chim ở khu vực này, hy vọng là mình sẽ bẫy được chim. Nếu bẫy được chim thì ui giời, quá tuyệt vời luôn. Đây các bạn ơi, đây là mình phát hiện thấy này. Wow, một bộ xương động vật. Ôi con này con gì nhở. Ôi một bộ xương động vật này anh em ơi. Ui ui con này con động vật to luôn này anh em ơi. Ô ô ô ôi dùng hết cả mình. Ôi vậy là cái khu vực này có động vật ở trên núi này anh em này. Ôi bây giờ mà bẫy được con động vật như này mà ăn nhở. Ôi rồi nếu mà bẫy được con động vật như này mà ăn ấy thì sống khỏe luôn. Này không biết mình sao lại ôi cái xương của nó này nằm đây chết bao nhiêu năm rồi anh em này. Ôi con này nó có cái sừng này. Mình đoán đây là con dê nhá. Anh em có đoán được con động vật này là con gì không? Đây xương của nó này. Ôi ôi đây này xương này anh em này, thành hóa thạch đi cơ. Thành hóa thạch rồi. Thôi mình cứ để đây thôi. Chứ mình cũng không lấy về đâu. Nó làm đâu thì để yên cho nó làm đấy. Nếu như mà bắt được con động vật như này mà ăn thịt thì thôi, thì sống quá khỏe luôn. Cái bít phủ về để nấu nướng ăn. Đi núi non rất là hiểm trở luôn anh em ạ. Ôi giời, vất vả hơn đi biển anh em ơi. Vừa đi một vòng khám phá ở quanh khu vực chỗ mình sẽ ở đây nhé. Thì mình phát hiện thấy có một cây để mình sẽ đánh bẫy chim và sẽ lên lửa nhé, để nấu nướng đồ ăn. Đồ ăn mình chuẩn bị rất là nhiều thứ để cầm đi rồi.
Đây mình có hộp thịt gà đây. Mình sẽ nướng ở trên này luôn. Hái ít lại hái ít nha. Hoa ngũ sắc này về là lú trà uống. Gần chín hết rồi anh em ạ. Thì miếng thịt gà này ngon chưa anh em? Cho những cái miếng chưa chín đi lên. Nhìn nhau này. Ui. Ui. Ăn thế này, trực tiếp thế này ăn nó mới ngon. Mời cả nhà nhé.
cảm thấy cảm nhận chưa? Bây giờ là mình phải đi bắt hải sản đây. Khu vực này thì nước thủy triều thì rút thì cũng chỉ là mấp mé thôi. Để chủ yếu là hôm nay là bắt những con sò con ốc thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ đi theo cái con đường mòn này. Đi xuống dưới biển kia nhá các bạn nhá. Đi thẳng dưới đây. Cái điện này hốc đá ở ngoài kia kìa. Có loang thoáng có vẹo xanh nhá. Ôi giời, to chưa? To này mà. Ôi, chỗ này quá nhiều đấy. Ôi, chỗ này có tiếp. Ở dưới này nhá. Đây này, mình nhìn đây. Màu xanh xanh rồi. Lại vẹo xanh nữa, ui, ui to lắm. Nó bám, ui. Ui. Ôi giời, người to này mà. Nghe mày. Nó xanh khủng đấy. To này mà. Nhiều lắm, vẹo xanh ở đây nhiều lắm này. Ngay mà nước thủy triều mà rút thì thôi ấy. Đây này. Son. Ui, được khá nhiều rồi. Bây giờ mình lại đi lui lui ra cái vạ bên kia kìa. Chắc chắn là sẽ còn nhiều nữa.
bắt cái bít hái thầu ấy. Cái sóng to lắm. Có này mà. Ui, ở đây còn 4 5 con nữa cơ. Thành quả của mình đây này anh em này, được là rất là nhiều những cái con vẹm nhá, vẹm to như này mà này, phải đến 15 phân, gần 20 phân, to khủng luôn. Vẹm ở đây là rất là già đời. Bây giờ là mình sẽ nướng. Ngon lắm nhá, con vẹm này ăn nó chỉ cần hai con này thôi là lo căng bụng lại rồi. To này mà. Cái này thịt nó thì ăn thì quá chất luôn, bắt lên phát là ăn ngay. Đây hà đây. Hầu, con này to như con hầu luôn. Đây là hà nhá. Đây này, dưới một miếng, đây là thịt của nó này. Này mà khi mà thủy triều mà rút thì mình mà bắt một lúc thì đủ rồi, hàng chục cân. Đây cũng phải, đấy phải phải 3 cân đấy anh em. Tổ này cho hết lên. Ui lắm. Ui con to này. Con này chín rồi nhá. Cho xem chín tí tí nè. Chín rồi, chín rồi, chín. Chín rồi. Con này mới là con ngon này. Này, thịt nó vậy mà. Mình có cầm nước chấm đi mà. Cầm tương ớt với các thứ đi.
cái ruột con vẹ này nó có ba màu cơ, một màu vàng cái này, một màu trắng và một màu đỏ hỏn, đỏ như cái này đây. Con hà to chưa? Con hà ruột này. Ui ôi. Ui không ngờ ruột này to thế. Này. Ui trời ơi. Quá quá ngon luôn. Nó mọng, nó mọng nước. Đây là mọi người nhìn chưa? Con hà là chỉ cần ăn tay tái đấy. Này cứ lóng ở đâu này, gấp ra ăn lên đấy. Mình nhắm gần hết đấy. Ui. Ui, con chi này, con này mới là con ngon này. Cháy cạnh. Giòn lắm nhá. Con này màu đỏ, thơm thật. Anh em ạ, có khi là mình xin phép tạm dừng video nhé. Để mình ăn uống xong rồi mình dọn dẹp và nghỉ ngơi, trời cũng tối rồi. Ngày mai mình mà đi câu được cá hoặc là đi bắt được hải sản, những cái hải sản gì đấy thì mình sẽ lại quay video cho anh em xem nhé. Anh em xem video nhớ tương tác cho mình nhé. Nhớ đăng ký kênh, subscribe, chia sẻ kênh cho mình để cho mình lấy thêm động lực thực hiện những cái trải nghiệm và những cái thử thách mới. Ok, mình là Tuấn Leo TV, mình xin chào nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.